Xin chào quý vị và các bạn, năm 2019 có lẽ là một tin rất vui với những tín đồ, những ai yêu các cái dòng xe của BMW. Đấy, và tôi đang ở một rừng xe rất nhiều, bởi vì đơn giản đây là showroom bán xe của BMW. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, soi xét xem là mẫu 530 vừa mới được Thaco đưa về được trang bị những gì nhá. Mẫu xe này được bán với giá là 3.069.000 530. Còn mẫu 520 trong chương trình sau mình sẽ giới thiệu là được bán với giá là 2.389.000. 530 đây thưa các bạn. Chúng ta đã phải chờ rất lâu rồi. Còn cái lý do chờ thì chắc các bạn cũng sẽ hiểu. Và trong cái chương trình lần trước thì mình đã giới thiệu cái dòng 740 ở trong cái showroom của BMW. Thì khái niệm 5 series thì mình rất đơn giản thôi, 5 cộng 3, 7 cộng 3, 7 series cộng 3 bằng 10, chia đôi ra nó ra 5 series. Thì trong cái dòng 5 series này nó có những cái phiên bản nó sẽ khá là tiệm cận, cộng lên thì nó là 7 series. Nhưng có những cái bạn lại trừ bớt đi thì nó lại hơi lại từ 3 lên chẳng hạn. Ví dụ vậy, mình nói một cách dễ hiểu là như vậy. Và các bạn có thể thấy này, G30 mới của 5 series trong một cái thiết kế vẫn rất là quen thuộc. Có thể nói đối với những ai yêu BMW thì đây là sự bảo thủ đáng yêu. Nhưng đối với những người thích sự cấp tiến như của BMW, của Mercedes này, Mercedes bây giờ thay đổi nhiều, Audi này, thậm chí là Lexus, thì lại cho rằng đấy là sự bảo thủ lười biếng. Thì thực sự nó phụ thuộc vào cái sở thích và cái nhu cầu cá nhân là rất là nhiều. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không thấy thay đổi quá nhiều đâu. Nhưng mà khung xe nhé, khung xe của 530 đã sử dụng khung nhẹ giống như công nghệ trên BMW 740 mà mình đã giới thiệu rồi. Duy nhất chỉ thiếu rằng là thiếu cái carbon thôi, còn là nhôm, gang, thép siêu cứng gì đó. Và dòng xe này nó đã nhẹ hơn cái phiên bản đời trước đâu đó là khoảng 100 kg. Trên cái 530i này các bạn sẽ thấy là cái hệ thống đèn pha này, cái hệ thống đèn pha này adaptive LED, đèn thông minh rồi nhá, đèn rất là thông minh. Đấy. Thì cái đèn này nó cũng rất là dễ hiểu thôi, nó có thể tự động điều chỉnh cường độ chiếu rồi tắt bớt các cái bóng đi rồi tương thích với các góc rồi vân vân. Thì cái công nghệ đèn adaptive này bây giờ nó cũng rất là phổ biến rồi, có lẽ không phải giới thiệu lại nữa. Nhưng mà các bạn hãy nhìn xem những cái chi tiết thiết kế tinh tế trong cái đèn pha của BMW. Phải biết dùng cái từ gì nhỉ? Nó lấp lánh này, những cái bóng nó lấp lánh như cái viên kim cương ấy, như viên pha lê ấy. Đẹp lắm. Nói chung đồ BMW là chất. Còn các phiên bản của dòng 5 series ấy nó sẽ khác nhau ở cái trang bị đèn và cái phần cản dưới. Đấy, 520 nó sẽ khác, đuôi nó cũng sẽ khác. Đó. Và lưới tản nhiệt của BMW thì càng ngày càng to. Vừa rồi có nhiều cái ảnh chế rất là vui, sẽ là trong khoảng 2-3 năm tới nữa thì cái lưới nó sẽ to như thế này. Thì ra là BMW mới. Ý rằng, đấy, như Hùng đã nói rồi, đối với những cái vấn đề người yêu BMW thì sự bảo thủ nó là đẹp. Đấy, cái thân xe nó có khác gì đâu. Nhưng dù sao thì đồ BMW nó chất. Và đây là cái camera này, camera trong cái hệ thống camera 360 nhá. Phần cản dưới của 530 thì khá là đẹp, có thêm những cái chi tiết mạ chrome này, cảm biến quanh này, cản dưới. Để mình mở ngay cái nắp capo này lên cho các bạn xem động cơ mới. Rồi, nắp capo chỉ cần một tay thôi, nhẹ lắm. Đấy, bật lên, rất đơn giản. Thì các bạn có thể thấy là cái động cơ nó rất là gọn. Động cơ này twin power turbo 2.0, 248 mã lực, 248 ngựa. Động cơ của BMW thì có lẽ là không phải nghĩ, trong Big 3 thì động cơ BMW mình nghĩ rằng nó luôn luôn là được đánh giá rất là cao. Còn Lexus thì sẽ còn phải phấn đấu nhiều. Thưa các bạn có thể thấy cái vùng này này gần như là không có gì cả, toàn nhựa mà thôi. Đừng chê nhựa nhá, bởi vì là các bạn sẽ hình dung cái phần bảo vệ của con ngựa, bảo vệ người ấy, người ngồi trong khoang xe ấy, nó phải nằm tính từ cái trụ A này trong đến cái trụ C này nó bo lại. Còn cái phần này trong cái trong các cái tai nạn vừa rồi ấy, với những cái xe Đức và xe Mỹ ấy, thì có nhiều người anh em nói rằng là xe Mỹ cái kiểu như Ford Escape gì đấy cứng hơn xe Đức, bởi vì phần đầu nó lún vào. Không phải đâu thưa các bạn, cái phần này là toàn bộ cái phần này này là nó là cái phần hấp thụ xung lực, cho nên nó phải mềm. Hơn nữa cái phần này
phần đầu trước này nếu mà cứng nữa thì đâm người đi bộ làm cái đoàn cái thôi, đi luôn. Nhưng mà nó mềm, nó còn có cơ hội để cho người đi bộ còn sống sót nữa. Ví dụ va chạm ở cái tốc độ nào đó, hay là cái nắp capo nó phải cong lên, nó để đỡ. Đó, thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng nó là về an toàn, chứ không phải là cứ đâm vào là móp là xe cứng, không phải đọ cứng đọ mềm ở phần đầu này đâu nhá. Càng an toàn thì cái phần này phải hấp thụ cực kỳ tốt. Còn cứng quá làm cái đoàn ấy thì đâm luôn người trong xe thôi luôn. Và trên cái 530 này thì các bạn có thể thấy cái bộ mâm 18 inch khá là đẹp. Theo cái chữ V kép, hai chữ V thành chữ V kép. Không phải xuất sắc nhưng được. Mình nghĩ vậy. Và lốp thì 245R18 đây, ghi rất là rõ rồi. Lốp Pirelli. Ở đây thì có cái khe hút gió nhé. Khe hút gió này là khe thật này. Đấy. Khe thật đấy, khe thật có tác dụng là khí động học. Và bên phần thân xe này thì một cái thiết kế cũng rất là quen thuộc phải không ạ? Rất quen thuộc. Camera chìm. Camera 360 đây. Nằm trong hệ thống camera 360, đèn báo rẽ nằm ở đây. Ngày xưa thì BMW rất là bảo thủ khi mà cái đèn luôn luôn đặt ở cái vòm cửa xe phía bên này. Nhưng bây giờ thì cũng phải theo xu thế thôi. Và trên những cái mẫu xe sang tới 3 tỷ như thế này thì đương nhiên rồi, các bạn sẽ được thừa hưởng những cái công nghệ như là cửa hít. Dòng 3 thì sẽ không có. Cứ theo cái mức độ tiền thì cái trang bị nó sẽ nhiều hơn. Rất đơn giản, một công thức cực kỳ đơn giản. Và vì vậy nếu có nhiều tiền thì cứ mua xe sang mà đi, mà có nhiều tiền nữa thì cứ xe Đức mà đi. Bởi vì cái dòng 5 series này trong các cái thử nghiệm an toàn nó gọi là xuất sắc. Xuất sắc luôn. Ở cái phần đuôi xe này các bạn cũng có thể là cái cụm đèn này. Cụm đèn là cũng được thay đổi, cũng là đèn LED hết. Đó. Phần đuôi thì mình nghĩ rằng so với cái năm cũ thì nó cũng không phải là quá nhiều đây. Đấy, một sự bảo thủ tới từ BMW. Mình nghĩ rằng đối với họ thì cái gì đã tốt thì cứ giữ. Cũng có thể giữ trọn đời. À nhưng mà có cái này hay nhá. Ngày xưa là có, bây giờ là các cái dòng xe xu hướng bây giờ là có nối hai cái đèn này lại với nhau này. Hai cái đèn này với nhau, nói chung làm thiết kế xe hơi cũng khổ lắm. Nó cũng như thiết kế thời trang ấy. Trên cái dòng 7 series mới cũng nối này, Audi A8 này rồi vân vân đều nối. Mình nghĩ rằng cái vấn đề đấy trong rất nhiều cái ý kiến là cho rằng bây giờ là cái xu hướng thiết kế mới. Nhưng xin thưa rằng cái đấy, xu hướng đấy không phải là thiết kế mới, mình khẳng định là như vậy. Bởi vì ở cái thế hệ của mình, cái tuổi của mình ấy, từ những năm 90 gì đó đã thấy những cái xe Corona là hai cái mảng đèn nó nối liền với nhau từ lâu rồi, nó nối to như này này. Có, bây giờ vẫn có đấy. Thì chúng ta có thể xem lại. Nhưng có điều là bây giờ thì họ đã thiết kế bằng LED rồi, là vuốt mỏng rồi, với những cái con mắt thời trang nó đã đẹp hơn. Chứ còn cái kiểu nối liền nó không phải là cái gì quá mới, nó 20 năm trước nó đã có rồi. 20 mấy năm. Nó giống như thiết kế này, ngày xưa là quần bò ống côn rồi sang ống thụng, rồi côn cộng với thụng chia hai thì bằng đứng. Đơn giản thôi, từ cổ tới kim, từ kim tới cổ, rồi giữa cổ nữa kim. Giờ mình sẽ mở cái nắp cốp này lên, chém hơi nhiều. Camera lùi thì nằm lòi ra đây. Cốp trên 5 series thì khá là rộng. Khá là rộng. Rộng. Ui. Xe xịn. Xe xịn. Đến cốp nó còn thơm. Rồi, nội thất của 530 thì rất là đẹp nha các bạn. Phải nói đẹp đấy. Đề nổ ấy. Ui giời, động cơ mới. Động cơ mới nó đề nổ êm thật. Nó như có một cái động cơ điện nó hỗ trợ như trên các cái dòng xe mà bây giờ chúng ta hay gọi là động cơ mild hybrid ấy. Động cơ light, gọi là light ở light nhẹ đấy. Kiểu thế, có một cái động cơ điện êm lắm. Nhưng mình nghĩ rằng cái động cơ này thì mình đọc thông tin thì chưa thấy cái đó. Động cơ 2.0 trên 530 này là công suất 252 mã lực nhé. Moment xoắn cực đại là 350 Nm. Nói chung với một cái mẫu xe như thế này ở điều kiện Việt Nam thì mình nghĩ là cái số đấy là ok, không có vấn đề gì cả. Khả năng tăng tốc tốt, BMW mà, máy hệ thống chuyển lực hộp số 8 cấp ZF, chuyển số êm do luôn. Không cần 10 cấp, quan trọng là không cần quá nhiều. 8 cấp thôi nhưng mà thuật toán chuyển cùng với các hệ điều khiển thông minh, đầu óc siêu việt thì nó vẫn rất là êm.
Thì các bạn có thể thấy là cái phần thiết kế nội thất của BMW thì trước đến giờ vẫn luôn được đánh giá bởi các yếu tố, một là không màu mè hoa mỹ mà ngược lại nó lại rất đơn giản và tinh tế. Cái thứ hai là cái trải nghiệm, mình trải nghiệm cũng rất là dễ. Cái thứ ba nữa là cái khoang xe của BMW thực sự mà nói thì nó rất là yên tĩnh và bạn sẽ có được cái sự bảo vệ cao khi mà cái hệ thống khung khung vỏ của thân xe rất là tốt. BMW chất đấy, trong Big 3 thì BMW cũng phải gọi là chất, rất chất luôn. Và cái điểm mà chúng ta có thể thấy mới nhất trên cái dòng G30 mới này đấy chính là, và đặc biệt là trên 530 này, các bạn sẽ thấy cái màn hình này rất là to. Màn hình này nó khoảng 10,25 inch. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là đó là kính là tràn luôn nhá. Kính đẹp luôn, tràn luôn này. Đấy, và cái hệ thống iDrive này cũng nhiều chức năng hơn. Đó, cũng nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều. iDrive, setting vân vân, có thể điều chỉnh tất cả những đây. Mà giới hạn tốc độ rồi vân vân là chúng ta có thể xoay qua cái nút này. Thực ra thì nó đây, hoặc chúng ta có thể chạm ở đây. Và nhấn cái là đáp ứng luôn, tức là phải core i100 gì đấy chứ không phải là core i7 i8 bây giờ đâu. À, có thể chúng ta có thể xoay, chúng ta có thể chạm ngay trên cái nút như thế này. Đó. Rồi các menu tab thì chúng ta cũng có thể nhấn ở đây ạ. Thì chức năng này nó đã vốn là quá cơ bản rồi, xoay nắm chạm vân vân thì để cho tạo cho người dùng dễ dùng hơn. Và các bạn có thể quay trở lại cái phần ốp gỗ này, phần ốp gỗ oan áp này, gỗ đẹp đấy, phần là gỗ rất đẹp luôn, bóng đẹp, sờ sướng, xe sang mà hơn 3 tỷ mà không đẹp nữa. Nói chung các chi tiết trên BMW thì phải nói là chất, không màu mè hoa mỹ nhưng mà chất, nhựa vân vân. Đấy, hệ thống điều khiển âm lượng Ngựa, này, hệ thống audio này. ông bà và mẹ vỗ tay Ồ, hoan úi hô. rồi, nghe Mấy FM ngày không thôi đã sau, hay rồi. mẹ xách về. Loa Harman Kardon nhá. Bên chạy ra chào mẹ. 14 loa 600W. Trên cái bản 530 này. Rồi, Hệ thống điều hòa này. Ở bên dưới điều hòa là 4 vùng độc lập. Hai vùng trước, hai vùng sau. Thực ra những cái này cơ bản rồi. Cái này ở dưới đây, úi rồi, đây cũng là ốp gỗ đẹp. Nhưng mà đây có khe cắm USB, khay đựng nước vân vân rất là cơ bản. Ở đây mình chưa thấy cái sạc không dây, cũng không chưa có này. Chưa có. Chắc chắn lắm, xe BMW các bạn có thể chắc chắn không? Này, kéo luôn như này nhá. Ừ. Nhiều xe kéo này có khi bay cả cái này ra ấy. Ôi, chắc lắm. Cần số thì rất là quen thuộc, hình điêu khắc này, hình nhân trắc học kiểu bàn tay này, cần số của BMW thích. P, RND, thậm chí gạt sang đây là có thể sử dụng cái chế độ chuyển số tay. À, các bạn có thể thấy là xe này có mấy cái chế độ lái như này nhá. Mấy chế độ lái này, Eco này, Comfort này và Sport. Thì khi mà mình nhấn nhấn vào đây, ví dụ như Eco này, thì cái màn hình này ấy, cái màn hình sau vô lăng này, cái màn hình hiển thị này, thì nó là màu xanh. Đấy. Cực kỳ thân thiện với môi trường. Thế mình nhấn sang màu cái Comfort này thì lại chuyển sang cái màn hình là truyền thống ngày xưa. Và Sport thì là màu đỏ. Tức là thôi ông đạp đi, ông đạp bao nhiêu ông đạp thật sướng, nhưng mà nhớ vào trường đua đạp. Ở trên cái xe Mạch E ấy, thì chúng ta lại tùy chọn theo kiểu màn hình. Đấy, cái Mạch E 300 ấy, 300 AMG thì chúng ta tùy chọn. Nhưng ở đây lại tích hợp chung với cái việc là chế độ lái. Cũng là một cái rất là riêng. Thực sự là vậy, cũng là một cái rất là riêng. Và màn hình ở đây các bạn có thể quan sát rằng đó là full digital luôn. Trên 530 thì chưa có. Đấy, cho nên cái câu chuyện ở đây là có tiền là mua tiền cũng được là chính xác. Thì khi mà mình chọn ra cái chế độ Sport này chẳng hạn nhá. Đấy, Standard thì nó hiển thị như thế này này. Các bạn có thể sang Individual này. Đấy. Đối với từng cái chế độ bạn lại có thể là setup riêng cho mình cơ. Và bạn có thể xem nhé, bạn có thể xem này, bạn có thể đấy, xem cái chế độ này, đấy, mình có thể cài đặt ở đây. Và chúng ta có thể reset sang, đấy, steering, engine, vân 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 vân, tính cá nhân hóa cao nhờ, tính cá nhân hóa cao thật đấy. Và sau khi tất cả thì các bạn cũng có thể là, đây, bạn có thể xem nhé, Sport Display này, bạn có thể xem này, ngoan 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 ngoan, đạp bao nhiêu, đấy, bao nhiêu kilowatt. Torque bao nhiêu, ngựa bao nhiêu, trên này có hết. Ở trên các cái dòng Mac, cái này cũng có, các dòng Mac bây giờ cũng có hết rồi.
Và đây các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn trên cái 530 này nó sẽ có thêm một cái hệ thống mà hôm trước mình có vừa trải nghiệm trên cái 7 ấy, là cái hỗ trợ gọi là cái trợ lý ảo ấy. Thì ví dụ như cái cảm biến nó nằm ở đây ạ. Đây, cảm biến nằm đây. Đấy, cảm biến nằm đây. Thì chúng ta đặt tay ở đây và xoay như thế này. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Loa sẽ to lên này. Đấy. Ở góc phải màn hình thì có một cái hướng dẫn ở đấy. Bàn tay ma thuật. Bàn tay ma thuật. Quá ảo luôn. Ảo tung chảo. Sau này mà cái hệ thống này nó nhạy hơn nữa thì dùng phê thôi rồi. Cái tốc độ đáp ứng nó cũng khá là nhanh đấy. Đó. Đấy, quay này. Lên này. Quay ngược này. Đấy, các bạn thấy không? Quay lia lia. Cái chức năng kết nối điện thoại thì nó đã quá quen thuộc rồi. Đây, nhưng mà cái chức năng tìm kiếm trong danh bạ này cũng là một cái hay mà mình muốn giới thiệu với các bạn này. Search này. Thì ở đây chúng ta có thể xoay để chọn này, chúng ta có thể nhập bằng giọng nói. Nhưng mà ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình sẽ có thể viết nhé, ngón tay thần kỳ này. Chữ B. Đấy. Thực ra cái này thì trên smartphone thì các bạn cũng sẽ thấy là khá là quen thuộc rồi. A. 3. Đó. Thì hiển thị ra mình đánh dấu cách thì mình gạch ngang như này ạ. Đánh dấu cách thì gạch ngang như này. Space. Đó, thấy chưa ạ? Và viết tiếp các cái chữ, vân vân. Cũng là một cái tính năng rất là hay phải không ạ? Và cái hệ thống camera 360 cũng là một cái trải nghiệm rất là hay nhá. Bạn có thể nhấn vào đây thì nó đã rất là quen thuộc rồi. Bây giờ mình lắc ngang sang. Đấy. Rồi. Đấy. Thì ở đây bạn có rất nhiều góc chiếu này. Đấy, bạn có thể chiếu ra phía bên này. Bạn có thể xoay này. Đấy, góc trước này, bạn có thể chọn. Đấy, và thậm chí nó ra một cái vòng ở ngoài đây. Các bạn có thể chọn ngay cái vòng ngoài này. Đấy, ra các cái điểm. Có bao nhiêu điểm ạ? 8 điểm nhé. 2, 4, 6, 8. Thì mình có thể xoay mình chọn theo từng cái điểm như thế này. Đấy, toàn cảnh thực tế ảo này. Và đây thực tế ảo, trợ lý ảo đây ạ. Đây mình có thể túm tay như thế này. Hơi khó túm nhỉ. Túm đấy, nó phải hiển thị như này. Đấy các bạn thấy không ạ? Đấy. Nó sẽ cần một chút thời gian để làm quen với cái tính năng này. Quay xoay 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 chiu. Mình xoay thật nhanh như nào. Ấy. Cũng được. Nói chung là được. Đấy, xoay cái này. Đấy, lắc. Ui, tốc độ đáp ứng này. Nhớ nhá, góc cảm biến nó nằm đây, góc cảm biến đây. Đấy, góc cảm biến này. Đây. Thì mình như này. Nếu mình che đi là sẽ hết. Che đi là chịu luôn. Thả ra này. Gọi điện đến thì cũng vẩy rồi ấy thôi, cái này thì khá là quen thuộc. Nhưng mà mình thích cái nút xoay này hơn này. Nó dễ hơn. Yêu thật. Và các bạn có thể quan sát ngay phía dưới đây nhé. Một mẫu xe dành trải nghiệm cho những chủ nhân sang trọng, thơm tho. Thì ở dưới đây có hai cái khe cắm nước hoa. Ở đây chưa có lọ nước hoa, chưa active được, khi nào chủ nhân mua về với active cơ. Thì mình có thể chọn được hai mùi thông qua cái menu chọn ở đây. Nó sẽ kết hợp với cái hệ thống thổi gió của điều hòa. Đấy. Và hệ thống loa trên xe thì âm thanh vòm 16 loa, công suất là 600W. Nghe cũng khá đã đấy, Harman Kardon nhé các bạn. Mạc thì công suất nó lớn hơn. Là công suất của mạc trên cái mẫu E300 AMG mà Burmester thì nó lớn hơn. Vâng, cái phần đèn trần này cũng rất là đẹp. Cái cụm này phải nói là đẹp. Ở trên này có cái cảm biến trong cái hệ thống trợ lý ảo đấy. Rất là đẹp đấy. Đèn LED này. Đấy. Trợ lý ảo đây, cửa sổ trời được mở ra như thế này. 530 mới có cửa sổ trời. Những cửa sổ trời này là cửa sổ trời chung cư, chưa phải cửa sổ trời villa. Kiểu như E300 lại có cửa sổ trời villa, panorama, toàn cảnh. Đấy là lợi thế của Mercedes. Xe này thì theo mình biết là được trang bị 4 túi khí. Và các bạn có thể quan sát lên đây là cái gương này. Nếu như cái gương mà gương không viền thì đẹp hơn. Dòng này tầm 3 tỷ là phải gương không viền, nó kiểu nhìn cho nó
sang chảnh đẹp. Cái mẫu xe này về Việt Nam các bạn sẽ không thấy được những cái hệ thống, chưa thấy những cái hệ thống như là cái màn hình HUD này hiển thị trên kính lái cũng chưa có này, rồi cái cảnh báo điểm mù này cũng chưa thấy này, rồi cảnh báo chệch làn Adaptive Cruise Control hỗ trợ lái bán tự động thì cũng chưa có. Mình nghĩ tại sao lại không có cảnh báo điểm mù ạ? Bởi vì thực ra cái cảnh báo điểm mù này, hỗ trợ giữ làn này, hỗ trợ đánh lái này, rồi là hỗ trợ lái bán tự động, nó đi theo một cái gói pack kịp. Khi bạn mua là bạn phải mua cả, chứ không bán lẻ những cái đấy đâu nha. Tôi không bán lẻ, tôi là nhà sản xuất hàng đầu, tôi bán là theo cách của tôi. Đó. Ghế lái thì cũng chưa thấy massage, điều chỉnh nhiều hướng, da Dakota, chưa phải là da Nappa. Ở nước ngoài có cả tùy chọn da Nappa, hình như trên phiên bản M hay gì đấy. Nhưng mà da này cũng khá là đẹp, da này cũng được, đường chỉ may đẹp. Nói chung năm 30 này mình thấy là đẹp đấy. Và có thể nói mọi chi tiết trong cái khoang xe của BMW phải dùng tới từ là phải nói là hoàn hảo. Nhưng mà có một cái vô lăng như thế này nó lại hơi dày và thiết kế lại có vẻ hơi cứng các bạn ạ. Hơi đáng tiếc một chút. Và một cái tính năng cũng rất ngầu trên cái mẫu xe này, nó giống hệt 7 là cái chức năng đỗ tự động hoàn toàn. Đây ạ. Thì mình cũng chưa thử được cho các bạn xem, bởi vì chức năng này chưa được active. Thì các bạn có thể xem lại cái video mình trải nghiệm trên 7 nhá. Nó cũng thế mà thôi. Rồi chức năng lùi tự động thì chưa active, nhưng mà camera 360 thì lúc nào cũng sẵn sàng. Bây giờ mình thử một tí nhá. Nó cũng như 7 thôi, giống hệt 7. Vạch trước sau ngang hai bên trái phải như cái vòng kim cô ấy. Bây giờ mình lùi này. Xem lùi nào. Dựa vào lùi. Ôi. Vạch chéo. Lùi. Lá chắn, lá khiên, khiên bảo vệ của tôi đâu? Sắp chạm rồi, sắp chạm rồi, sắp chạm rồi, chạm nữa không? Wow, sắp nữa không? Đấy, các cái lá chắn, yên tâm nhá. Thôi tiến lên tí. Thực ra nói thật, giới thiệu BMW ấy là phải chạy mới phê. Chứ còn hơi đáng tiếc là xe này còn thiếu nhiều thủ tục lắm, chưa ấy được, làm mình chưa thể chạy ra ngoài đường được. Thôi anh em chịu khó chờ nhá. Chịu khó cố gắng là comment xe gì đấy, rồi subscribe, rung chuông ở Mỹ giúp mình ấy. Sau này đạp cho nó sướng, có nhiều động lực để đạp hơn. Bây giờ mình ra hàng ghế sau. Bây giờ mình ra hàng ghế sau. Năm series dành cho người lái và cả ông chủ nữa chứ. Nói là nói thế thôi, nhưng mà thi thoảng mệt mỏi thì cũng phải ngồi phía sau chứ. Đấy, cửa này, cửa hít đóng nhẹ nhàng nhá. Ngon đấy. Đóng mạnh cái xem nào. Vẫn chắc chắn. Và các bạn có thể thấy này, ambient light, đèn biển nội thất. Ban đêm thì sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Đấy, và gỗ được ốp trên thành cửa, rất đẹp. Gỗ này đẹp thật, và có khá nhiều tùy chọn, loa Harman Kardon này. Thành cửa là ốp da này. Đấy. Cái khu vực để nước này cũng khá là rộng, các bạn có thể để ở đây. Và một tấm rèm chắn nắng. Điều chỉnh bằng tay thôi. Ở cái không gian sau này thì với cái dòng form của dòng xe hạng D này thì đương nhiên rồi, bạn sẽ có một cái tư thế ngồi rất là ổn. Khoảng trống đầu, khoảng trống đầu gối, khoảng duỗi chân và độ ngả của lưng ghế. Độ ngả của lưng ghế. Đó. Mà hay lắm nhá, cái Camry ấy, ở cái hàng ghế sau ấy, cái trải nghiệm cho ông chủ nhiều thật. Tất nhiên để mà sự tĩnh lặng rồi vân vân, cái độ bảo vệ rồi vân vân thì nó sẽ khó thể có thể so được với cái dòng xe cao cấp như 5 hay là như E hay là như Audi A6. Nhưng phải nói cái tiện ích người ta mang lại cũng khá nhiều. Ghế lại có thể điều chỉnh ngả nữa. Đẩy cả cái ông này lên nữa. Cũng là một cái hay. Không dám so sánh đâu, nhưng mà chia sẻ để các bạn có thể thấy được. Và ở bên này thì chúng ta có một cái bệ tỉ tay. Rồi khe để nước, không thấy khe cắm sạc đâu. Không có. Và đây là hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Cửa gió, hai đầu ra 12V. Và mà vẫn không có khe cắm USB. Có một cái khe để điện thoại như này. Không có cơ dây, không có chỗ cắm. Giá rẻ thì giá Dakota, ước gì giá Nappa thì còn đẹp hơn nữa. Chắc chắn nhá, lưng ghế chắc chắn. Và hai bên trụ B thì cũng có thêm các cái cửa gió điều hòa. Đối với dòng xe sang thì chúng ta không phải lo vì những cái tiện ích như vậy.
Và các bạn có thể quan sát lên trần sẽ thấy được cái đèn đọc sách ở trên trần này ạ. Đèn LED cũng rất đẹp, ánh sáng đẹp, mềm mại. Vâng, hàng ghế sau chỉ có vậy thôi. Và thưa các bạn, đối thủ của BMW 530 này có E300 AMG này, Audi A6, nhưng phải được trang bị những cái gói luxury hoặc cái gói sport ấy. Đó, hoặc thậm chí Lexus GS nó cũng loanh quanh, nó phải giá tầm 2 tỷ rưỡi đổ lên. E300 thì là khoảng 2 tỷ, sát với 2 tỷ 8. Và 530 nhập khẩu bán với giá là 3 tỷ 069 triệu. Anh em thấy như thế nào? Có thể có ý kiến thì comment ngay bên dưới clip nhé. Và chi tiết về trải nghiệm những cái dòng xe BMW 5 Series này thì chúng tôi sẽ xin phép làm sau. Và nếu như anh em có những cái niềm yêu thích đối với những chiếc xe thì hãy vui lòng subscribe kênh và rung chuông kênh để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Bye bye.